Đó, các bạn thấy nó tan như vậy là được rồi, tắt lửa liền. Wow, bánh thơm quá các bạn ơi. Cái công thức này của Katie chia sẻ là bất bại luôn á các bạn. Ngon quá. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với Katie Food Stories. Hôm nay Katie làm video này để chia sẻ với các bạn món bánh bò nướng lá dứa. Công thức mới này đơn giản và dễ làm. Làm lần đầu tiên sẽ thành công. Và để làm món này á, là Katie có ở đây là 330g bột năng, tương đương với lại 3 cup gạt ngang. Đường mình có 1 cup 2/3, tương đương với lại 300g. Bột gạo mình có 2 muỗng canh gạt ngang, tương đương với lại 17g. Muối, nửa muỗng cà phê, tương đương với lại 2g. Bột nổi mình cần 1 gói rưỡi, tương đương với 15g. Đường vani mình cần có 1 gói, tương đương với 8g. Lá dứa mình cần có 8 lá dứa, mình rửa sạch và cắt nhỏ. Lưu ý là lá dứa có rất là nhiều cát cho nên các bạn nhớ rửa kỹ nha. Và một lon nước cốt dừa 14 ounce tương đương với 400ml. Còn đây là bơ lạc không muối, mình cần có 3 muỗng canh tương đương với lại 40g. Và mình cần 8 quả trứng. Và bây giờ mình bắt đầu vào bếp nha các bạn. Trước hết á, mình sẽ nấu nước cốt dừa với lại đường, mình cho vào đây nửa lon nước cốt dừa thôi. Còn nửa lon còn lại á, một lát mình sẽ xay với lá dứa. Mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Cho đường vào đây. Mình trộn đều nó. Đừng có nấu cho nó sôi ùng ục nha các bạn. Mà nó nấu lên vừa tan là mình phải tắt lửa liền. Đó, các bạn thấy nó tan như vậy là được rồi. Tắt lửa liền. Chung quanh đây các bạn thấy nó nổi bong bóng nè. Đó là như vậy được rồi, không có cần phải nóng thiệt nóng nha các bạn. Kế đến là mình xay lá dứa. Cho nửa lon nước cốt dừa còn lại vào đây. Mình cho nước lá dứa vào đây luôn nha các bạn. Trộn chung với lại nước cốt dừa mình mới thắng với đường á. Cái màu lá dứa ra đẹp ghê chưa. Mình trộn đều nó lên. Nếu như bạn muốn cái màu nó đậm hơn nữa, bạn cho khoảng 3 giọt màu lá dứa vô đây nha các bạn. Thì cái màu nó sẽ đậm hơn, nó sẽ đẹp hơn. Hôm nay Katie sẽ dùng cái khuôn này. Cái khuôn này mình sẽ để link dưới phần bình luận để cho bạn nào cần mua. Nhưng mà bạn có thể mua trong Amazon cũng có và mua trong Costco cũng có. Khuôn Katie dùng hôm nay nó hơi to. Bề ngang là 10 inch và chiều cao là 4 inch. Thì cái khuôn này là khuôn chống dính nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở chế độ nướng, nướng bình thường thôi, không có quạt nha các bạn. Cái công thức này là không có nướng quạt được. 380 độ F, mình sẽ để độ C trên màn hình cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ để cái khuôn vô trong lò mình nướng cho cái khuôn nó nóng. Đó là một trong những bí quyết là mình làm sao để cho có rễ tre, đó là cái khuôn nó phải nóng. Lưu ý cái kệ này nè các bạn, tức là mình ở dưới đếm lên. Cái tầng thứ 3, 1, 2, 3, mình để cái kệ này. Rồi mình mới cho cái khuôn vào. Và mình để ở giữa nha các bạn. Khi nhiệt độ lên 380 độ F, rồi mình sẽ nướng thêm 10 phút nữa cho cái khuôn nó nóng. Bây giờ trong một cái thau mình cho 8 cái trứng vào đây. Kế đến mình lấy kéo mình cắt. Cứ mỗi cái trứng mình cắt làm 4 lần các bạn. Mình nhấp 4 lần như thế này. Công thức của Katie chia sẻ là không có cần lược trứng nha các bạn. Mình làm cái cách này nó đơn giản. Và lưu ý trứng này là Katie lấy từ trong tủ lạnh ra luôn. Chứ không có cần phải để nguội. Bạn thích thì bạn có thể để nguội 15-20 phút. Bây giờ mình lấy cái phới lòng này. Mình quậy 15 giây cùng chiều. Và khi quậy làm bánh bò nướng á, các bạn lưu ý là đừng có nhấc cái cây lên. Mà lúc nào khi mình quậy á, mình cũng để cái cây nằm ở dưới đáy á, như thế này nè. Rồi, đúng 15 giây.
Trong một cái thau mới, bây giờ mình bắt đầu mình làm bột. Thì trước hết á, mình sẽ cho vào đây cái gói bột vanilla. Kế đến á, là mình rây bột năng. Mình rây bột cho nó mịn á, bánh mình nó mịn nó sẽ ngon hơn. Một gói rưỡi bột nổi nha các bạn, tương đương với lại 15 gram hay là 16 gram đều được. Bây giờ mình dùng cái muỗng mình trộn lên đều khoảng chừng vài giây nha các bạn. Cho bột nổi và bột đó, nó hòa tan như thế này nè. Kế đến mình cho muối vào. Rồi mình cũng trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều bột và muối, đó, mình bắt đầu cho trứng vào. Lúc này cho nước cốt dừa nấu với đường và lá dứa lúc nãy vào. Kế đến mình dùng với lòng quậy một chiều nhẹ nhàng. Dùng đồng hồ bắt đầu đếm phút. Đúng 2 phút 30 giây. Nhớ các bạn đừng có dùng cái phối lòng các bạn nhấc lên, mà phải để nó đụng vào cái đáy thau. Nhìn bây giờ nó vón cục nhưng các bạn an tâm nha. Một lát từ từ nó sẽ tan ra. Cái khâu quậy bột này rất là quan trọng, nên khi mà Katie nói là đếm phút và đếm giây á, để cho các bạn làm theo y chang sẽ thành công. Sau 2 phút 30 giây nó sẽ nhìn như thế này. Kế đến đó, mình lược ra cho bột mịn. Nếu bột còn vón cục nhỏ thế này á, thì mình có thể dùng tay hay lấy cái thìa mình cài nhẹ nhẹ cho bột tan. Kế đến đó, mình cho 2 muỗng canh bơ vào. Chừa 1 muỗng canh bơ lại, một lát mình thoa lên khuôn bánh. Rồi mình trộn đều nhẹ nhàng một chiều 15 giây. Nhớ là không có nhấc phối lòng lên nhé. Sau 15 giây mình lấy khuôn trong lò ra. Lúc này khuôn rất là nóng vì nó đã ở trong lò ít nhất là 15 phút rồi. Cho 1 muỗng canh bơ vào. Lúc này làm nhanh tay nhé. Thoa bơ đều lên khuôn và cho bột vào khuôn. Nhanh, không cần quay qua cái rổ gì hết á. Vì bột nổi mình gặp chất lỏng thì mình nên nướng liền, không thôi mình để lâu nó sẽ không có nổi rễ tre. Kế đến mình cho bánh vào lò nướng ở ngăn thứ 3 giống lúc nãy, lưu ý là để khuôn cho ngay ở giữa lò. Các bạn thấy cái bánh nó nở đẹp dễ sợ không, mà nó nở từ từ đúng không? Thơm thiệt là thơm luôn các bạn. Nếu mà các bạn thấy bánh nó nở qua cái khuôn, nghĩa là bánh nó bị hư rồi đó các bạn. Lò nó nóng quá đó. Thì các bạn ơi, sau 60 phút mình tắt lửa, nhưng mà mình đừng có mở nắp lò. Mình để nó nằm ở trong đây thêm 5 phút nữa nha. Sau 5 phút mình mở cái cửa lò hí hí ra. Và mình sẽ để trong lò thêm 20 phút nữa. Ôi, cái bánh nhìn nó đẹp quá các bạn ơi. Nhiều rễ tre lắm luôn á. Sau khi mình để trong lò 20 phút á các bạn, mình lấy ra. Wow, bánh thơm quá các bạn ơi. Các bạn thấy cái lỗ như thế này không? Nghĩa là nó rất là nhiều rễ tre luôn á. Và có một điều các bạn lưu ý là công thức cũ của Katie dùng cái khuôn khác. Thì cái khuôn đó khi mà mình lấy ra là mình phải ụp nó xuống. Nhưng mà cái khuôn này thì không. Tại vì cái khuôn đó mình không ụp nó xuống á, nó khó tróc. Còn loại này nếu mà mình ụp xuống là nó rớt ra liền luôn các bạn. Thì nếu mà nó còn nóng mà bạn ụp nó xuống nó rớt ra liền thì nó sẽ bị dẹp lại và nó sẽ không có rễ tre. Tức là bánh mình nó xấu. Cái loại này là chống dính. Cho nên mình không có cần phải ụp nó xuống. Mình để như vậy cho tới khi nó nguội rồi mình cắt cho các bạn xem. Thơm quá trời thơm luôn các bạn ơi. Các bạn thấy cái công thức này nó đơn giản dễ sợ không? Các bạn chỉ cần lưu ý khi mà Katie nói bao nhiêu giây thì các bạn cứ bấm đồng hồ và quậy bao nhiêu giây. Chính xác như vậy, làm từng bước theo Katie chia sẻ là ra chính xác là cái công thức nè. Các bạn thấy cái bánh không? Nó không hề bị xẹp nha. Và sau khi mình để nguội rồi các bạn, bây giờ mình lấy ra. Đó, các bạn nhớ hứng cái tay để cho nó rớt ra. Không thôi, bể cái bánh của mình. Rất là dễ luôn các bạn thấy không? Wow, bánh đẹp quá trời luôn. Không cần ốp cái bánh xuống trước gì hết, mà chút là nó ra như thế này. Và bây giờ mình sẽ cắt cái bánh ra cho các bạn xem ở phía trong.
Ta-da! Đó, các bạn thấy rễ tre không? Rễ tre từ dưới lên trên đây luôn nè. Đây. Đẹp lung linh chưa? Bánh bò nướng coi vậy chứ nó cũng đỏng đảnh lắm. Cho nên là các bạn nhớ làm theo đúng công thức khi Chi chia sẻ nha. Mình nói tỉ mỉ để cho bạn nào mà chưa bao giờ làm bánh bò và chưa có can đảm làm bánh bò thì bây giờ có thể làm nha. Sẽ thành công ngay lần đầu luôn. Cái bánh á, mình làm cái công thức này á, là nó có độ dẻo, độ dai và mềm, ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Cái bánh nó thơm các bạn ơi. Không hề nghe tanh mùi trứng nha. Ăn bánh bò nướng á, là không biết có bạn nào giống như mình không, là mình thích ăn cái lớp ngoài như thế này nè. Đó, cái lớp này nè, nó giòn giòn, nó xốp xốp, rất là ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Bánh này các bạn để qua ngày hôm sau, nó vẫn mềm và nó vẫn dai dai, dẻo dẻo, rất là ngon, không bị hư nha các bạn. Với công thức này của Katie chia sẻ là bất bại luôn á các bạn. Và bây giờ mẹ mời gia đình ăn thử một miếng bánh bò như thế nào nha. Dạ. Yeah. Ngon quá à. Năm sao. Năm sao luôn à. Ngon nhất thế giới luôn. Thank you, children. Và bây giờ mình tạm thời chia tay ông bà cô chú nha. Dạ. Yeah. Con cảm ơn ông bà cô chú ủng hộ kênh của mẹ của con nha. Cảm ơn gia đình. Và các bạn ơi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mến chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu như có thắc mắc gì xin để dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.